Quy trình kỹ thuật thông tiểu nữ. Bước 1, chuẩn bị người điều dưỡng. Người điều dưỡng trang phục gọn gàng, thẻ công tác đầy đủ. Bước 2, chuẩn bị người bệnh. Bước 2, chuẩn bị người bệnh. Bước 3, chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ thông tiểu nữ bao gồm một xe tiêm, hồ sơ bệnh án, ni lông, khăn khoác, khay hạt đậu sạch, nước muối sinh lý, betadine, dầu paraffin, dung dịch sát khuẩn tay, băng dính, trụ cắm kìm, hai kìm cô xe, một kéo, bút viết. Dụng cụ vô khuẩn bao gồm cốc đựng betadine, nước muối sinh lý, dầu paraffin, cốc đựng gạc miếng, gạc củ ấu, ống thông, khay hạt đậu, kìm kẹp xăng và kìm cô xe, túi đựng nước tiểu, găng tay vô khuẩn, hai đôi, xăng có lỗ. Các dụng cụ khác bao gồm xô đựng rác thải sinh hoạt và xô đựng rác thải y tế. Bước 4, tiến hành kỹ thuật. Điều dưỡng đẩy xe tiêm đến giường bệnh, thông báo với người bệnh lần 2. Sát khuẩn tay nhanh. Điều dưỡng trải ni lông dưới mông của bệnh nhân. Thay chăn bằng khăn khoác. Cởi bỏ quần của bệnh nhân. Cho bệnh nhân chân hơi dạng hoặc chống lên. Điều dưỡng sát khuẩn tay nhanh. Đặt khay vô khuẩn xuống giữa hai chân của người bệnh. Mở sạch. Mở xăng vô khuẩn. Đổ dầu paraffin, nước muối sinh lý và betadine vào cốc. Xé băng dính. Găng vô khuẩn.
trải xăng có lỗ, bộc lộ bộ phận sinh dục có lỗ, bộc lộ bộ phận sinh dục. Dùng kìm kẹp xăng. Bôi trơn ống thông bằng dầu paraffin. Kẹp ống thông vào khay hoạt động. Đặt gạc lên mép của bộ phận sinh dục, sau đó vệ sinh bộ phận sinh dục bằng nước muối và betadine. Dùng gạc tẩm nước muối sinh lý để vệ sinh. Chú ý vệ sinh từ môi lớn đến môi bé và lỗ niệu đạo. Chúng ta vệ sinh với nước muối và betadine. Thu dọn khay hạt đậu bẩn và dụng cụ bẩn ra ngoài xe tiêm. Tháo bỏ găng tay. Sát khuẩn lại tay và mang găng tay mới. Đặt khay hạt đậu vào giữa hai chân người bệnh. Tiến hành đưa ống thông vào lỗ niệu đạo. Mở kẹp kiểm tra xem nước tiểu chảy ra hay chưa. Bỏ nước tiểu đầu bãi, lấy nước tiểu giữa bãi để làm xét nghiệm. Mở kẹp cho nước tiểu chảy hết. Sau khi nước tiểu chảy hết, tiến hành kẹp ống thông. Đưa ống thông vào sâu thêm 2-3cm nữa. Dùng bơm nước muối sinh lý để cố định. Bỏ gạc miếng. Tháo kìm kẹp xăng. Tháo bỏ xăng. Nối ống thông với túi đựng nước tiểu. Treo túi nước tiểu đầu giường người bệnh. Dùng gạc quấn nơi tiếp xúc giữa ống thông và dây. Cố định ống thông vào mặt trong của đùi. Bỏ khay hạt đậu. Bỏ xăng và khay chữ nhật lên trên xe. Mặc lại quần cho bệnh nhân và đắp chăn cho bệnh nhân. Cho bệnh nhân nằm tư thế thoải mái, dặn dò người bệnh và người nhà những điều cần thiết. Tháo bỏ găng tay, sát khuẩn tay. Ghi hồ sơ bệnh án.